Cho anh test thử cái bơm nhân thể 177 mà gắn motor điện 3.5 kW nha. Điện này xài gia đình 220 được nha. Đó, điện gia đình được không? Đó, điện gia đình thôi. À, ống vô là 60, ra 49-50 vậy nè. Coi nó mạnh cỡ nào nha. Rồi. Chưa lên đó, nó cho nó hút nó chứ. Cho em thử coi chạy. Cho em thử im không? Này trong gia đình bơm được ha. Để trong nhà được á, chống ngập được. Im quá, im luôn. Này là dây đồng 100% nha, mà dây đồng nhập khẩu từ Hàn Quốc luôn nha. Im á. Bà con nhớ nha, chạy lúc nào phải có nước nha. Để đây thử chơi thôi. Chạy lúc nào có nước để rỡ đỡ hư phích tràn đây nè. Bà con chăm nước là chạy suốt ngày sáng đêm, không tắt cũng được nữa, motor mà đâu cần tắt đâu. Quan trọng là đừng để hết nước thôi. À, giờ chuẩn bị mồi nước. Mồi lần đầu thôi, còn lớp bê kính thì khỏi mồi luôn. Nếu mồi lần đầu mà lớp bê kính thì giữ nó tốt luôn. Ở đây được em, đây được anh, đây được anh. Lần đầu phải... Yeah. Đây rồi, đây rồi. Rồi, đây rồi. Rồi, chấm mở luôn đi con buông. Ôi, nó phun nhăn luôn á. Rồi. Chưa. Rồi. Ép lên. Rồi, ra đó nè, nó phun nè. Rồi, Quốc ơi. Nếu bà con mà gâm điện mà còn phải có mối nào tiếp đất nha. Đây, tiếp đất một cái mối để mát. Để mà ghi kiểu mà đụng vô phải tiếp đất nha. Bắt buộc phải tiếp đất nha bà con để chạy an toàn. Mình phải mà con đụng vô nước hơi ê á. Nè hơi xả hơi nó đi. Còn chưa?